các bạn. Hôm nay mình sẽ vào một bài học mới, đó là ký họa cái dáng người ngồi bằng bút chì đen. Thì chuẩn bị cho bài học ngày hôm nay thì các bạn chuẩn bị đồ dùng cho mình, bút chì, cái nối bút, nếu bút nó ngắn cần phải nối, tẩy 4B, tẩy đen, gọt bút chì và con dao chổ. Thì đây cũng là một cái nguyện vọng của một vài bạn muốn học vẽ cái ký họa dáng người. Và cũng có ý kiến của các bạn là muốn hỏi mình làm thế nào để khi vẽ không cần phải sử dụng kẻ ô. Thì mình muốn nói thêm về cái vấn đề kẻ ô cho các bạn. Thì thường cái việc kẻ ô đó là dành cho hai việc chính. Đó là một cái việc mà khi các bạn học chép tranh, đối với các bức tranh nó khó hoặc cái kỹ năng của các bạn nó còn hạn chế nhiều thì các bạn phải sử dụng kẻ ô để chúng ta dễ dàng cho việc dựng hình và bắt được cái chi tiết khó của hình. Và việc thứ hai mà họa sĩ cũng có dùng kẻ ô, đó là cái việc khi cần phải phóng tác một cái bức tranh nhỏ ra khổ lớn. Thì khi phải phóng tác ra đấy thì chúng ta cần đòi hỏi cái độ chính xác nó cao, mà khi chúng ta vẽ khổ lớn thì cái khả năng chúng ta bao quát nó khó thì chúng ta cũng cần phải kẻ ô. Thì để làm sao mà khi vẽ chúng ta không cần phải sử dụng cái việc kẻ ô, đó là cái việc đầu tiên của chúng ta, đó là cái khả năng của chúng ta cần phải rèn luyện thật nhiều, nhưng nó phải khoa học. Thế như thế nào là khoa học và nó đúng bài bản? Thì thường khi các bạn học thì lúc quá trình học của các bạn nó sẽ có hai phương pháp đo. Một là các bạn đo theo phương pháp nhân. Đấy, ví dụ các bạn nhân lấy một, tìm một cái kích thước, một cái tỷ lệ, sau đó các bạn nhân với tất cả các cái kích thước chi tiết khác, phóng nó lên. Ví dụ một cái mẫu tĩnh vật như này. Các bạn khi các bạn nhân lên, các bạn tìm một cái tỷ lệ chiều dài và tỷ lệ chiều rộng theo cùng một cái số. Ví dụ các bạn phóng ra theo một tỷ lệ, ví dụ nhân 3 hay nhân 4. Thì từ đó các bạn sẽ đo cái chi tiết này, đo chi tiết này đều nhân với một con số đấy. Ví dụ các bạn nhân với cả 4 thì tất cả các chi tiết này các bạn sẽ nhân với 4. Thì khi các bạn nhân với 4 thì tự nhiên cái cả các chi tiết nhỏ này các bạn cũng phải nhân với cả một con số đấy. Rồi các chi tiết, các cái cạnh này của nó, hay là các cái giáp lai, hay tất cả các chi tiết các bạn đều phải nhân với một cái hệ số. Thì cái quá trình nhân này, nếu như các bạn mà ngồi, Các bạn ngồi không được ngay ngắn, hoặc các bạn di chuyển chỗ ngồi, thì cái nhân này nó sẽ làm cho các bạn nó sẽ bị thay đổi, bị sai đi. Và một cái nữa là khi các bạn nhân thế này thì tự nhiên là cái kỹ năng của các bạn là lúc nào các bạn cũng sẽ phải sử dụng bằng phương pháp nhân. Ví dụ một cái mắt nó nhỏ này, chi tiết nhỏ này, các bạn sẽ không có khả năng nhìn để các bạn vẽ, mà các bạn cứ phải sử dụng bằng cái phương pháp đo và nhân, thì cái này cái độ sai số rất lớn. Thậm chí khi các bạn nhân xong rồi, có khi là tỷ lệ hai thằng này nó bị ngược lại, nó bị sai, các bạn cũng không hề hay biết. Thì cái phương pháp này mình không khuyến khích. Các bạn sẽ sử dụng bằng phương pháp so sánh. Một phương pháp so sánh này thì khi các bạn học hình họa thì mình cũng đã nói rồi, nhưng hôm nay mình nói qua lại cho các bạn để các bạn biết là sử dụng phương pháp so sánh kết hợp với cả gióng và dọi. Thì cái cách vẽ này sẽ như thế nào? Ví dụ bây giờ một cái đồ vật nó như thế này. Khi các bạn được tìm cái hình chung được rồi thì các bạn sẽ bắt đầu sẽ so sánh, ví dụ tỷ lệ của cái hình này nó so với hình này như thế nào, cái khoảng cách từ cái hình này lên đây thì nó ra làm sao. Thì từ đó các bạn sẽ áp dụng được vào bài này của mình mà mình không cần phải kẻ ô để phóng ra nữa. Được chưa? Rồi, chúng ta vào bài ngày hôm nay. Thì ở bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ làm quen với một cái dáng người ngồi. Ở đây mình đã chuẩn bị trước. Thì để bắt đầu vào bài ngày hôm nay thì các bạn mới học thì các bạn có thể sử dụng một chút cái phác hình để chúng ta làm quen. Ví dụ bây giờ khi các bạn học vẽ mấy cái dáng người này thì mình khuyên các bạn nên vẽ theo cái dáng khái quát.
Ví dụ bây giờ chúng ta nhóm cái bố cục này ở trong cái tỷ lệ của cái khung hình nó nằm ở đoạn đây. Thì chúng ta khống chế lại cái chiều cao của cái kích thước, nó sẽ giới hạn ở những vị trí như thế này. Thì để làm cái theo phương pháp so sánh này thì chúng ta sẽ tìm được cái tỷ lệ của cái đầu. Ví dụ chúng ta sẽ áng trừng mắt. Nhớ là các bạn muốn vẽ tốt bằng phương pháp này, các bạn phải học theo cái phương pháp là mình phải so sánh và luyện so sánh bằng mắt. Ví dụ chúng ta nhìn cái dáng này thì chúng ta sẽ thấy cái đầu người này nó rơi vào khoảng tầm 1/4 chiều cao. Cái chân nó duỗi ra hơn một tí, có thể hơi sai lệch một chút, 1/4 chiều cao. Đấy, chúng ta có vị trí của cái đầu người sẽ nằm như thế này. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu khái quát. Ví dụ chúng ta nhìn cái dáng người này nó thành hình gì? Có thể thành một cái hình dạng hình tam giác. Thành hình tam giác như thế này. Thành hình tam giác như thế này. Đây, nó dạng hình như thế này. Rồi. Đấy, để khi có cái dáng hình này các bạn phải xác định được cái đặc điểm, cái miếng đặc của nó là ở dạng hình gì để chúng ta có một cái nhìn nhận cho nó chính xác. Rồi cái độ chéo sau khi lấy phát là hình lớn này, chúng ta sẽ xác định cái đỉnh đầu nó nằm ở đoạn đâu. Các bạn nhớ nhé, đây là phương pháp cho các bạn mới học. Còn tí nữa sau cái dáng này mình sẽ nói tiếp đến cho các bạn nào sẽ học nó được, đã có thời gian rèn luyện rồi. Thì đây là phương pháp cho các bạn mới học. Chúng ta sẽ tìm cái độ chéo của đỉnh đầu xuống vai, từ vai xuống phần mông, để xác định cái vị trí ở cái mông này nó nằm ở đâu tỷ lệ so với cả cái độ cao đây. Thì chúng ta thấy cái vị trí của cái chỗ cái mông này nó rơi vào tầm 1/3 cái chiều cao này. Đây, 1/3, mình đã có 1/3 ở đây. Nó kéo dài độ chéo ra đây. Và chúng ta nhìn theo cái độ chéo này từ đỉnh đầu xuống cái mũi bàn chân ở đây thì nó vào độ chéo như thế nào. Đó là chúng ta sử dụng bằng phương pháp nó gióng. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ kết hợp kiểm tra bằng mắt trước để chúng ta xác định được độ chéo của nó. Sau đó chúng ta lại đặt que đo lại, chúng ta kiểm tra xem cái nhận định của chúng ta nó đúng hay chưa. Đấy, các bạn đừng có gióng trước rồi chúng ta kiểm tra bằng mắt. Đấy là những người mà muốn cơ bản thì mình phải làm thế. Còn khi các bạn làm tốt rồi, các bạn có thể kiểm tra bằng mắt trước, xác định áng chừng, giả định cho nó một cái đường độ chéo. Rồi đến cái vị trí của cái phần vai. Phần vai như thế nào, hai điểm đầu vai ra làm sao. Đấy, bây giờ các bạn đang phải tìm hình, tìm điểm, tìm đường phát. Sau khi nay mai các bạn vẽ tốt rồi thì từ cái điểm này các bạn có thể sẽ nhận định bằng mắt mình luôn, kéo bút đến đâu là mình sẽ xác định điểm đấy. Phần hông, cái phần độ chéo từ đầu vai này xuống đây như thế nào. Rồi ạ, xong. Cái phần đầu gối này ra làm sao, gióng cái đầu gối này ngang sang đây, nhìn tầm mắt này ngang sang đây xem như nào, nó cao hơn vị trí của thấp bông này một tí. Rồi, gióng thẳng lên trên xem cái đầu gối này nằm ở đâu. Rồi, vị trí nằm ở đây, đúng chưa. Kéo xuống đây. Cái bàn chân như nào, khó nhá, cái bàn chân này khó. Cái bàn chân này các bạn phải rèn luyện, bóc tách từng cái chi tiết ra, phần tay riêng, phần chân riêng ra. Phần trong bài này là mình đang tổng hợp lại các kiến thức mà khi các bạn đã có căn bản. Và các bạn sẽ rèn luyện kết hợp cả các bài vẽ người toàn thân và cả các cái chi tiết trên cơ thể người. Chúng ta đã có một cái phát cơ bản về hình chung này. Rồi đó các bạn sẽ đi vào đến chi tiết. Chúng ta sẽ vào đến chi tiết. Ví dụ trong cái phần của cái mặt này thì các bạn có thể phát nhanh. Nó là một dạng đầu người, nó dạng của một hình quả trứng. Chúng ta nhìn theo hướng mặt này quay thế nào. Đúng chưa? Đầu hình người quả trứng. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp vẽ bằng các cái nét của cái tóc. Có thể các bạn dùng bút nhạt thôi. Nhạt vẽ gọi phát lên. Các bạn chú ý là khi chúng ta đang học về dựng hình khái quát căn bản thế này thì chúng ta cũng bỏ qua cái đặc điểm hình dáng chi tiết trên gương mặt. Chúng ta chưa quan tâm nhiều đến chúng ta phải vẽ làm sao thật giống, thật đúng. Chúng ta đang quan tâm đến cái vấn đề khác, cái vấn đề khái quát nó quan trọng hơn trong cái lúc này. Phần cổ, đây, phần vai ra đây, phần vai ra đây.
Khi chúng ta vẽ đến đây thì các bạn vừa vẽ, các bạn vừa phải quan tâm đến là ví dụ cái vị trí này, các nếp nhăn này nó nằm ở đâu, nó thụt vào nhiều hay ít, rồi nó gióng sang bên cạnh nó như thế nào, là chúng ta cần phải quan tâm, chứ chúng ta không vẽ một cách nó thoải mái tùy tiện được. Đây. Đấy. Tiếp đến cái phần chân, phần áo này lụm ra, phần mông thực ra nó chỉ nằm ở trong đoạn này thôi. Đấy. Cái chân này các bạn cũng vẽ khái quát theo cái miếng đặc của cái vị trí, cái chi tiết chân này, chứ các bạn cũng không đi vào chi tiết của các cái nhỏ nhỏ vụn vặt của ngón chân vội. Thì việc đấy chúng ta sẽ lại làm sau, và tí nữa chúng ta sẽ nói sau. Rồi, cái chân kia, phần mông nó nằm ở đoạn này. Mông nằm ở đoạn này. Này, cái mũi bàn chân này nó nhô ra. Đấy. Các chi tiết nhỏ chúng ta quy lại thành các mảng để chúng ta kiểm soát hình cho nó tốt. Rồi, tạm thời phần chân, chúng ta đến phần tay. Tay còn lại. Đấy, cái ngón tay này còn khó hơn cả cái bàn chân, bởi vì các cái bàn tay này khó hơn cả bàn chân, bởi vì các ngón tay này nó xòe ra. Chúng ta cũng quy lại thành một cái mảng. Nhớ nhá, các bạn phải quy hết lại thành mảng, không được vẽ chạy theo cái chi tiết nhỏ ngay, quy lại thành mảng. Sau đó từ cái mảng này cũng như là cái khống chế của cái điểm giới hạn của các cái ngón tay này, chúng ta sẽ vẽ các ngón này sau. Đấy. Còn không có, chúng ta tạm thời để thế này để chúng ta bắt được cái dáng, cái đặc điểm lớn đã. Sau khi có cái căn bản này rồi đó, chúng ta bắt đầu mới lại quay lại để chúng ta hoàn thiện các cái chi tiết và sửa lại các cái nét, các dáng nếu có chỗ nào nó bị sai. Ví dụ cái chỗ nào nó bị sai, nó hơi to chiều ngang quá hay là nó hơi bị thiếu chiều dài, chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Các bạn mới học thì có thể sử dụng vót bút nó nhọn lên để vẽ cho nó dễ, cái nét của các bạn nó sẽ gọn hơn. Còn khi các bạn đã vẽ tốt rồi thì cái bút nét to nét nhỏ nó không quan trọng được nữa, mà các bạn hoàn toàn có thể xử lý được. Đây, xem lại độ xuôi vai. Khi vẽ ký họa thì cái nét vẽ của ký họa sẽ khác cái nét vẽ của hình họa. Hình họa các bạn sẽ cần phải phác như thế này. Đúng không ạ? Phải cần phải phác như thế này. Đấy, phác bằng các đường kỳ hà. Thế nhưng mà khi vẽ vào ký họa thì các bạn sẽ dựa vào cái đường này. Nhưng cái dựa cái đường này là chúng ta dựa ở trong đầu của chúng ta, trong cái khả năng khái quát trong đầu, và chúng ta sử dụng bằng cái nét này của chúng ta đi bao quát luôn, chứ chúng ta không đưa cái nét này vào trong cái nét vẽ của ký họa nữa. Nên các bạn phải phân tách rõ ràng ra, chứ các bạn đừng có sử dụng cái nét phác này khi các bạn vẽ hình họa, à ký họa. Cái nét vẽ ký họa một phần nào đấy có thể cái độ chính xác nó không cao như hình họa được, thế nhưng mà nó sẽ mang lại cái khái quát lớn, nó sẽ có cái độ đẹp của cái nét đấy.
các bạn chú ý trong quá trình luyện đây, mình cũng nói thêm một chút về nâng cao về cái nét của nó, đó là chúng ta chú ý đến cái sắc độ của nét, chứ các bạn đừng có tô đều cả cái nét như thế này, nhìn nó sẽ rất cứng. Nét nó phải có nét thanh, nét đậm, phải có những chỗ nhấn nhá và biết dừng đúng chỗ thì cái nét của các bạn nó không bị vụn vặt và nó sẽ ấn tượng, nó đẹp hơn. Cái này nó khó, chúng ta sẽ phải rèn luyện nhiều chúng ta mới đạt được. Sau khi cơ bản đã xong kiểm soát được các cái mảng lớn, các bạn đi vào chỉnh sửa các cái nét, tuốt tát lại các nét, chỉnh sửa lại độ chính xác, nhấn nhá lại cho bài của mình hoàn thiện hơn. Đây là tạm thời các bạn đã có một cái dáng người ngồi, và đến cái dáng người thứ hai thì chúng ta bắt đầu sẽ làm quen đến một cái mức độ nó khó hơn, đó là các bạn sẽ áp dụng theo cái phương pháp vừa vẽ vừa kết hợp với cả việc đo bằng mắt, gióng rọi bằng mắt trong cái nét vẽ luôn, thì chúng ta sẽ không sử dụng đường phát như ban đầu nữa, để chúng ta rèn luyện kết hợp một bài từ cơ bản đến nâng cao dần. Thì các bạn sẽ vẽ cái bút chì cầm như dạng như này và vẽ nó thoải mái hơn một chút. Ví dụ nó bắt đầu vào dáng đây, chúng ta luôn là xác định bằng mắt của chúng ta xem cái vị trí điểm rơi của cái phần người ngồi này đến đâu. Ví dụ đến đây đúng không ạ? Nó đến đây, đến ngang tầm này. Đây, cái điểm đầu nó nằm ở khoảng nào? Nó nằm ở khoảng tầm gọi là non 1/3. Rồi chúng ta xác định luôn cái điểm đầu non 1/3, ngay cả các cái độ cái trục mặt luôn. Nó như thế nào? Cái mặt của nó hình tam giác. Chúng ta tìm vị trí và tìm các nét để quy vào thành các mảng, xem đặc điểm của cái dáng người này nó như thế nào. Rồi, tiếp tục đến dáng người, chúng ta đưa nét bút ra đây, nhìn theo độ chéo của phần lưng. Đây, phần lưng ra, xác định cái điểm này, nó ra điểm đây nó như thế nào, nó chéo ra bao nhiêu. Đó, sau nó xuống dưới này. Trong quá trình vẽ các bạn có thể gọi cả các cái nét đặc điểm của cái dáng người này. Đấy, sau đó ra đây là nó bị cái đia này nó che khuất. Các bạn có thể vẽ theo phương pháp thấu thị ra. Bởi vì cái phần này sẽ là phần mông. Thì cái áo này sẽ đến đây. Chúng ta nhìn thấy có một cái tà xẻ nằm chỗ này. Đấy, cái dáng người ngồi ở đây nó cũng dạng thành cái hình dạng người hình tam giác như thế này. Đấy, cái dáng hình tam giác như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ vòng ra đây. Ra đây cái vị trí của tay thì chúng ta gióng mắt lên xem cái tay của nó lên trên cái điểm đầu này nó ra vào ra làm sao, khoảng cách từ tay này ra với cả so khuôn mặt này như thế nào. Chúng ta thấy nó nhô ra ngoài này bằng một nửa khuôn mặt. Chúng ta sẽ có cái nét bút, chúng ta dừng lại ở cái tay ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có cái tay ở đây. Đấy, và độ chéo của nó lao vào đây ra làm sao, ra làm sao, lên đây như thế nào. Đấy là chúng ta sẽ có cái phần đặc điểm của cái tay đây. Đấy, kết hợp với gợi nét của cái tay, phần đằng trước của áo. Đấy, giải quyết cái tay bên. Kéo xuống.
cái tay này ra, giống như phương pháp trước mình đã nói, quy về thành các cái miếng, các mảng. Sau đó cũng thế, theo kiểm tra độ chéo này nó ra đến đây như thế nào, so với cả ở chỗ đầu, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu này độ chéo này ra đây ra như thế nào. Đấy, áng chừng bằng mắt. Và chúng ta sẽ dừng lại ở cái vị trí nào cho nó hợp lý. Cái chân nó duỗi ra đến đây. Cái bài này là cái chỗ, cái vị trí của người này đang bị che khuất bởi một người ngồi phía trước. Thì các bạn sẽ phải cần cái kiến thức vẽ của cái bàn chân ở đây để chúng ta có thể vẽ được. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ khái quát để sau khi chúng ta vẽ người này thì chỗ này sẽ che khuất, thì chúng ta không cần phải vẽ cái chỗ này nữa. Đấy, chúng ta sẽ tìm được cái dáng người ngồi ở đây. Các bạn cầm bút thế này các bạn khái quát hình thì sẽ tốt hơn. Lúc đầu nó hơi gượng, hơi khó. Sau các bạn vẽ quen rồi thì khi vẽ này các bạn vừa vẽ vừa xoay cái bút thì cái nó sẽ kết hợp là các bạn sẽ mài được cái đầu bút này. Lúc nào chúng ta cần phải đi chi tiết nhỏ hay là chỉnh sửa hay nhấn nhá thì các bạn có thể cầm cái bút xoay lại này để chúng ta gợi chỉnh. Nhưng khi phác các bạn nên cầm bút theo cách như thế này. Đấy, cầm một cách này thì các bạn sẽ khái quát tốt hơn. Một cái rổ phía trước và che cái vị trí này. Cái phía trong. Đấy. Khi vẽ ra các bạn có thể vẽ theo phương pháp thấu thị này ra. Chúng ta không quan tâm với những cái vật bị che khuất, chúng ta phải vẽ đầy đủ nó đi. Vẽ đầy đủ đi, sau đó chúng ta sẽ lại tẩy đi những cái vật nào của nó nằm ở phía trước. Tương tự như cái hình trước thì các bạn chuyển đến cái phần hoàn thiện các cái nét này. Các cái chi tiết nhỏ các bạn cũng chú ý và đưa vào. Đây, còn sót cái ghế đây. Đây, chú ý các cái chi tiết này vẽ làm sao để cho nó đúng cái hình họa, đừng để nó bị méo mó. Nhiều bạn học hình họa vẽ cũng tốt, nhưng khi quá trình mà vẽ các chi tiết nhỏ này lại hay bị mắc các cái lỗi cơ bản của các hình khối. Chú ý cái mặt cúi xuống, trục mặt ra làm sao. Ở đây mình không nói đến nữa bởi vì cái này trong các bài học vẽ tượng các bạn đã được học rồi. Khi cúi xuống ở trục mặt như thế nào. Nếu bạn nào còn thắc mắc hay là khó khăn các cái chi tiết nào đấy trong quá trình học, ví dụ như là ngũ quan hay là hướng các trục mặt hay là ra làm sao đấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp hoặc là làm các video chi tiết hơn. Nếu mà nhiều bạn có nhu cầu học trong nội dung đấy hoặc mình thấy cái nội dung đấy nó rất là thiết thực thì mình sẽ làm cái video riêng, còn nếu không thì mình có thể trả lời cho các bạn bằng lý thuyết. Đây, tạm thời chúng ta có cái hình thứ hai. Đến cái hình thứ ba thì mình sẽ chọn cái hình khác, cái hình mẫu ở đây. Mình sẽ lấy cái hình này. Sở dĩ mình chọn cái hình này là bởi vì để mình thay đổi hai cái dáng của hai người ngồi ở đây. Nên cái thứ hai là cái dáng người này nó có cái sự liên hệ về trong cái
biểu cảm hơn là cái hình kia, và nó khoe được cái khuôn mặt cũng như là cái hành động đang đa nát một cái gùi. Thì mình sẽ đưa cái hình này vào làm một cái hình thế bên phải. Thì các bạn bắt đầu sẽ quan sát tổng thể của hình này, một cái dáng người ngồi, chúng ta có thể lấy cái vị trí cao ở vị trí ở đây, chúng ta có thể cho che khuất cái vị trí chân ở đây. Thì các bạn chú ý tỷ lệ khoảng cách của ba cái hình này, chúng ta không nên để cao ngang hàng nhau, không nên để khoảng cách như nhau, không nên để ba cái dáng dấp này nó giống nhau. Ví dụ như cùng cái dáng này, có thể là người duỗi thẳng chân hơn, người chân co chân duỗi một chút, người hơi cúi xuống, người hơi ngẩng ngẩng quay ra, thì nó sẽ tạo thành cái nhịp trong của một cái hình. Thì đấy là cái cách bố cục của chúng ta. Thì với cái hình này nữa thì chúng ta sẽ đưa sang bên đây. Tương tự với cả cái dáng vẽ của người thứ nhất và người thứ hai, các bạn còn áp dụng các cái phương pháp gióng dọi để chúng ta có thể xác định được cái độ chéo và tìm được các cái điểm nó chính xác nhất. Đấy, chúng ta ở đây cũng tạo phải gióng lên xem cái điểm này so vị trí của cái khuôn mặt này nằm ở đâu, nó cắt vào đây, chúng ta sẽ tìm được cơ điểm như này, lao lên trên vai ở đây. Vị trí của bàn tay, cẳng tay. Các cái vị trí khuất như ở chỗ tay này, các bạn chú ý cái hướng, chúng ta phải hình dung ra cái việc làm của người này, hoặc là chúng ta xác định được từ cái đường chéo đây, ta xác định được cái hướng của nó làm sao để vẽ cho nó khỏi bị sai. Nhiều bạn vẽ rất tùy tiện các cái nét khuất, nó nét nó bị hở ra một ít như này, nó sẽ làm cho cái hình của mình nó bị méo, bị cọc cạch điểm đầu gối, độ chéo của cẳng chân, xác định luôn cái phần chiều dài của nó như thế nào, so sánh từ dưới cổ chân này lên đầu gối với cả bên trên nó như thế nào, nó bằng từ đầu gối lên cằm, các bạn sẽ tìm được cái độ chéo ở đây, cái điểm của cái bụng chân này nó to nhỏ ra làm sao, nó bằng dài 1/3 cái đầu. Rồi chúng ta sẽ tìm cái điểm ở đây, phần mông với cả đến khuỷu tay thì so bên trên ra làm sao, nó non nửa. Cứ như thế các bạn sẽ rèn luyện cái mắt của mình để cho cái mắt mình nó phải làm việc.
vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn một cái cách dựng hình cái dáng người, cách phác thảo một cái dáng người căn bản để chúng ta có thể áp dụng trong cái quá trình chúng ta học tập, và nay mai là quá trình chúng ta sáng tác các cái tranh có hoạt động liên quan đến người hay các cái bức tranh phong cảnh có sự tham gia của con người, và cũng có thể đấy là cái sự liên hệ từ cái phương pháp này để các bạn có thể học tập và có thể làm tốt được trong các cái bài học khác. Có thể là áp dụng trong cái vẽ của phong cảnh hay là vẽ của trong tĩnh vật vân vân, thì chúng ta đều có những cái phương pháp dựng hình nó giống nhau. Cái quan trọng nhất của các bạn mới học đó là chúng ta chưa áp dụng được cái tính liên hệ trong phương pháp học để làm sao để chúng ta có thể đưa từ cái phương pháp này sang cái bài học khác. Các bài sau về dáng người mình sẽ đưa thêm nhiều các cái dáng hoạt động, nhiều các cái dáng, nhiều cái tư thế nó khác nhau để phong phú hơn, và cũng sẽ đẩy dần cái cấp độ học khó hơn lên để chúng ta cùng rèn luyện. Ok, chúc các bạn thành công.